Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Wetsuwe Anime. Mới nay trên các nền tảng mạng xã hội, tôi thấy mọi người bàn tán rất nhiều về vấn đề rửa bát nói riêng và các công việc nội trợ nói chung trong gia đình, cũng như những dịp lễ Tết hội họp là ai đảm nhận. Do con gái thời nay suy nghĩ quá thoáng, luôn lấy bình đẳng giới ra làm cái cớ cho sự lười biếng của mình, hay con trai và nhiều gia đình vẫn mang sự cổ hủ gia trưởng, trọng nam khinh nữ trong tiềm thức ra để biện minh. Ai đúng ai sai tớ sẽ không bàn luận đến. Có thể do hình ảnh người con gái nữ công gia chánh đã quá quen thuộc, làm ta cảm thấy đấy là điều hiển nhiên. Thì các cậu nghĩ sao về các nam công gia chánh nhỉ? Hay đã quá chán nản về các husbando quốc dân thì hãy cùng tớ tìm hiểu một vài chàng vợ trong video này nhé. Không để các cậu chờ lâu nữa, bắt đầu thôi nào, let's go! Mở đầu danh sách là anh chồng mẫu mực Yuzaki Nasa trong Tonikaku Kawaii. Vì muốn con mình sau này trở thành một người đàn ông vĩ đại như vũ trụ, nên bố đã đặt cho anh cái tên khá kỳ lạ, NASA. Cho cậu nào chưa biết thì NASA là viết tắt của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ. Điều đó khiến cho Yuzaki luôn bị mọi người xung quanh trêu chọc và bắt nạt. Nhưng chính nhờ những câu nói ấy lại làm anh men nhà mình càng thêm quyết tâm nỗ lực học tập và rèn luyện cơ thể, với mong muốn trở thành một người hoàn hảo, giỏi giang hơn bất kỳ ai, để cái tên NASA của mình chẳng thể bị lấy ra cười nhạo nữa. Những người tính không bằng trời tính. Trong một đêm tuyết rơi, anh đã sa vào lưới tình của Tsukiyomi Tsukasa, một cô gái vô cùng dễ thương. Trong lúc còn đang thầm nghĩ đây chắc hẳn là định mệnh của đời mình rồi, thì anh lại bất cẩn và được Chakun hỏi thăm. Đúng là chết vì gái mà. Rồi ngay lúc đó, cô lại lao đến đỡ cho NASA, cứu anh một mạng. Nghe cứ như phim bom tấn giật gân ấy nhỉ. Sợ rằng người con gái của đời mình vụt mất, bất chấp bản thân đang bị thương nặng, anh chạy theo vào tỏ tình. Sau đó, Tsukasa chấp nhận trở thành bạn gái anh với điều kiện là họ phải cưới nhau. Cứ thế, cuộc tình đầy lãng mạn của couple đáng yêu này bắt đầu. Bởi bản tính hiền lành, điềm tĩnh của mình, NASA luôn dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác. Anh ưa sạch sẽ, làm việc nhà cực đỉnh và chiều chuộng vợ vô điều kiện. Điển hình là khi biết vợ mình là một người thích xem phim và anime, thì anh lập tức mua cho cô một chiếc TV và học cách đi chọn đĩa phim, hay định mua giường và quyết tâm đổi nhà mới chỉ để có phòng tắm cho vợ. Anh cũng là người ngỏ ý muốn mua nhẫn cưới, thậm chí có định vét dành số tiền tiết kiệm bấy lâu để mua chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ nếu không có sự cản lại của Tsukasa. Ngoài ra, anh cũng là một người đa di năng, có thể làm mọi việc từ bồi bàn, thu ngân đến quản lý cửa hàng. NASA có thể sửa được mọi đồ điện tử, dạy được mọi môn học vì từng được nhờ làm giáo viên ở một ngôi trường. Anh còn là một chuyên gia dinh dưỡng, mặc dù món duy nhất anh biết nấu là lẩu. Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì quả thực Yuzaki NASA vẫn là một người chồng đáng mơ ước của bao chị em ha. Số 4 là Yuika Nariyuki trong We Never Learn. Chắc hẳn nhiều cậu sẽ thắc mắc tại sao anh chàng không mấy nổi bật này lại được nêu tên trong danh sách này đúng không nào? Tuy không mang ngoại hình điển trai như các husbando khác, nhưng Nariyuki lại là một nam công gia chánh hoàn hảo. Từ học tập, nấu nướng, dọn dẹp, những công việc lớn nhỏ anh đều làm được hết. Mọi chuyện đều từ những cố gắng của Yuika mà có kết quả. Vì hoàn cảnh gia đình, ba mất sớm nên hai chị anh cả luôn đè nặng trên vai, khiến anh buộc phải đáp ứng yêu cầu của thầy hiệu trưởng là trở thành gia sư của hai cô gái thiên tài Rizu Ogata và Fumino Furahashi để giành được vị trí tiến cử VIP của trường, bởi sẽ được miễn toàn bộ học phí đại học. Hơn nữa, Nariyuki luôn quan tâm và để ý những chi tiết nhỏ của người khác. Là một người đàn ông tinh tế chăng? Hay do đấy là bản năng của một anh trai? Đặc biệt, cậu là một người có trách nhiệm và hòa đồng, nên luôn được mọi người tin tưởng. Ngoài làm gia sư, đôi lúc Yuika cũng phụ giúp quán cà phê hầu gái của Asumi Senpai hay quán mì udon của Ogata, thậm chí là dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn của cô giáo Kirisu Mufuyu sau một lần vô tình phát hiện ra bí mật của cô. Ngoài ra, anh cũng có tay nghề massage vô cùng tốt, điển hình như trong tập 5 của season 2, anh đã thể hiện rất tốt việc chăm sóc các cô gái, giúp họ thỏa mãn và thư giãn cơ thể sau những ngày mệt mỏi khi tạm thời thay mẹ đến tiệm massage làm. Hoàn hảo như vậy, nhưng Yuika lại là một người khá ngờ nghịch trong chuyện tình cảm, vì anh chẳng thể hiểu được cảm xúc của những cô gái dù đôi lúc họ bộc lộ rõ ràng, nên anh men luôn phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của cô nàng thiên tài văn học Fumino. Nếu các cậu vẫn hứng thú với những anh chàng kiểu như Nariyuki thì tớ sẽ không ngần ngại mà giới thiệu nhân vật số 3, Raku Ichijo, nam chính của Nisekoi, một bộ anime đình đám trong làng harem và romcom. Trái ngược với Yuika, cậu học sinh nghèo, thì Raku lại là thiếu gia của một gia tộc Yakuza khét tiếng khắp vùng, nhưng bản thân lại chẳng ưa việc đó chút nào mà chỉ mơ ước tốt nghiệp một trường đại học top đầu, rồi trở thành một công nhân viên chức đáng tin cậy để sống một cuộc đời ngẩng cao đầu. Có thể nói anh là một người hiện đại trong thế giới Yakuza. Cá nhân tớ thích Raku vì cậu ta hơi thô lỗ, một phần có thể do lớn lên trong môi trường Yakuza, nhưng cũng rất biết cách đối nhân xử thế với người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Cậu ta yêu động vật, chứ con vẹt của Marika. Khả năng học tập cũng thuộc đầu bảng,
khả năng nấu nướng cũng không tệ chút nào. Khi mà ngay ở tập đầu tiên, Raku đã có thể một mình nấu cho cả băng đảng ăn mà không chút khó khăn, thì dăm ba cái bát, lo gì anh không rửa nổi. Câu nói, em sẽ giữ chìa, còn anh sẽ giữ ổ khóa. Sau này nếu mình được gặp lại nhau, thì đây sẽ là thứ chúng ta dùng để nhận ra nhau. Và khi đó, chúng ta sẽ cưới nhau nhé. Dù nghe khá xến, nhưng đây là lời thề nguyện đáng yêu của anh với cô gái năm xưa anh luôn tìm kiếm. Nhưng ông trời trả cho ai tất cả, khi mà Raku buộc phải nghe lời cha Yukirisaki Chitoge, tiểu thư của một băng đảng mafia đối địch nhằm giữ hiệp định đình chiến. Trong khi lúc đó, Ichijo đã thầm thích Onodera Kosaki từ lâu, nhưng lại phải giả vờ là một cặp yêu nhau thắm thiết với cô nàng nóng nảy vừa gặp kia trước mặt crush của mình. Đúng là môi anh cười nhưng lệ đổ trong tim mà. Số 2 là Vinsmoke Sanji, trang bếp trưởng của băng hải tặc mũ rơm. Khỏi giới thiệu cũng biết anh ở trong bộ anime nào rồi nhỉ? Anh cao 1m8, điển trai, cơ bắp cùng mái tóc vàng trải sang một bên, điểm nhận dạng là đôi lông mày xoăn, không giống ai, lại còn xoắn cùng về một phía. Ngoài ra, anh còn là hoàng tử thứ 3 của vương quốc Germa ở North Blue, chuẩn nhà mật phố bố làm to rồi. Nhắc đến Sanji, người ta sẽ nghĩ ngay đến tài nấu ăn đỉnh cao và lượng kiến thức khổng lồ có thể nấu được bất kỳ món nào. Thêm đó là tính cầu toàn, chú trọng đến từng chi tiết nhỏ, cùng độ hàm gái không ai bằng. Nhưng những điều đó cũng phần nào tạo nên sự lịch lãm và ga lăng của anh với phái nữ. Đồng thời, anh luôn nhớ lời dạy là không bao giờ được làm đau hoặc nói lời xúc phạm đến bất cứ cô gái nào, kể cả đó là kẻ thù của mình. Vì lý do này mà anh thường gặp bất lợi trong chiến đấu khi đụng phải các đối thủ nữ. Chàng đầu bếp ấy thực ra còn là một kẻ đa tình và sâu sắc hơn bề ngoài thể hiện. Anh được xem là một trong những thành viên chín chắn của băng, cùng với Robin và Zoro. Tưởng rằng sẽ là một hoàng tử cứng rắn, nhưng Sanji lại nắm bắt tâm lý của mọi người rất tốt, đặc biệt là nữ giới, và không e ngại thể hiện cảm xúc của bản thân. Về sức mạnh thì khỏi phải bàn, khi cái giá 330 triệu belly chỉ xếp sau Luffy và Jinbe của anh đã đòi lên tất cả, hay việc anh có thể chịu được áp suất của nước dưới độ sâu 5.000 feet khi không có bong bóng bảo vệ, trong khi độ sâu đó có thể nghiền nát cả một chiếc tàu ngầm, dễ dàng sút bay con quái vật nặng hơn nửa tấn chỉ bằng một cú đá, thì cái danh chân đen, hắc cước cũng là phải thôi. Đúng thực sự là một người chồng hoàn hảo cho các chị em phải không nào? Cuối cùng là ông chồng nội trợ, Immortal Tetsu, hay còn được biết đến với cái tên là Tetsu Bất Tử trong bộ anime hài hước Gokushu Fudou. Các cậu nghĩ sao nếu như chồng của mình là một Yakuza đầy tiếng vang trong ngành, bỗng về hưu và đảm nhận công việc bếp núc trong gia đình, lại còn mang ngoại hình của một tay băm trợn, cùng những hành động luôn làm mọi người xung quanh hiểu nhầm, né tránh và mang lại rất nhiều rắc rối. Điển hình như việc vợ quên đem cơm trưa đi mà anh cất vào hòm thư như chứa vũ khí mang đến cho cô. Kết quả là cơm chưa kịp đến tay người nhận thì người giao đã bị cảnh sát túm lại rồi. Không chỉ vậy, anh còn biết học hỏi khi tham gia lớp học nấu ăn và yoga, dù từ đó nhận ra các bà mẹ nội trợ có rất nhiều điểm chung với Yakuza. Liệu đây có phải lý do các mẹ luôn hung dữ không nhỉ? Anh thậm chí còn đánh đàn em khi cậu ta lãng phí đồ ăn trong buổi học, săn hàng giảm giá và chỉ dạy rằng đi chợ mua đồ là một trận chiến, người chồng nếu không làm được thì chỉ là đồ bỏ. Học cách chi tiêu tiết kiệm, cân đo đong đếm mọi thứ trong gia đình. Chỉ những hành động này đã nói lên tình cảm anh dành cho vợ mình, vì chỉ có sức mạnh của tình yêu mới có thể khiến một xã hội đen như Tetsu về vườn và hết mình với các công việc thường chỉ dành cho phái nữ như vậy. Đặc biệt là ở một nước chỗ văn hóa xưa như Nhật Bản, quả là một nam công gia chánh đúng nghĩa. Chắc sẽ có nhiều anh chàng sau khi xem video này sẽ phải cắp sách tìm đến Tetsu để học một lớp nội trợ chiêu lòng các chị em mất. Mỗi chàng trai trong anime đều mang những màu sắc và cá tính riêng. Người thì ưa chuộng sự mạo hiểm cùng những trận quyết đấu. Người thì chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, không sóng gió, tận hưởng mọi thứ xung quanh. Nhưng mỗi người trong họ đều đem lại cho ta những màu sắc và cảm xúc khác nhau. Tất nhiên, ngoài đời không phải anh chàng nào cũng sẵn sàng trở thành những chàng vợ ở nhà lo toàn việc bếp núc như trong anime, nên các cô gái cũng đừng quá cứng rắn với họ. Còn các chàng trai cũng nên học vài điều cơ bản để phụ giúp cô gái của mình. Mỗi người nhường nhau một chút thì mối quan hệ sẽ lâu bền thôi. Cũng chúc luôn những bạn nào còn FA, ăn cơm chó hoài cũng chán, sớm kiếm được bồ nha. Vậy video đến đây là kết thúc. Nếu các cậu thấy video này hay và bổ ích thì hãy like, share và subscribe cho chúng tớ để đón chờ những video tiếp theo nha. Wish you wit, out.